Vâng, để nói về độ lành, độ bền và độ tiết kiệm thì dòng Hyundai là một trong những cái mẫu xe được đánh giá hàng đầu. Trước mắt anh chị đây là một chiếc xe i10 được sản xuất 2017 với động cơ máy 1.2 bản sedan 2 đầu, một chiếc xe tư nhân chính chủ gia đình dụng biển của Hà Nội. Xe thì bên em cam kết bảo hành cho anh chị là không có va chạm, không đâm đụng tai nạn và không ngập nước. Đời 2017 anh chị nhé, form mới. Một chiếc xe tư nhân chính chủ màu đỏ xịn nguyên bản, xe không khoan đục và không có đổi màu. Anh chị nào có nhu cầu quan tâm về mẫu xe này thì cùng em Ngát Ô Tô đi vào chi tiết cái mẫu xe Hyundai i10 đời 2017 này nhé. Về phần hình ảnh của xe, có nghĩa là về phần hình ngoại thất của nó thì là khá là đẹp, sơn xi cực đẹp, sáng bóng này. Đấy. Xe được trang bị xi nhan trên gương đầy đủ, là một chiếc xe bạn đủ cho anh chị. Thống lốp dép còn khá là dày, đăng kiểm của nó đến cuối năm 2024. Xe được trang bị bộ la đăng đúc nguyên bản của xe anh chị nhé. Về phần phía đuôi xe là có trang bị cảm biến chống va chạm đầy đủ hết. Về phần đuôi xe có trang bị cảm biến chống va chạm, là một chiếc xe bạn đủ. Đấy. Và hệ thống ốp cửa này, đấy, có trang bị phím bấm mở cửa điện thông minh, là bạn đủ anh chị nhé. Về phần nội thất của nó thì khá là tươi luôn. Nội thất của nó được trang bị nội thất ghế da bọc tông màu đen, kết hợp may chỉ viền màu đỏ khá là nổi bật. Về phần trần thì được bọc là trần nỉ nguyên bản theo xe. Đấy. Hệ thống vô lăng thì vô lăng có trang bị các phím bấm trên vô lăng đầy đủ hết. Là một chiếc xe bạn đủ, có trang bị từ khí an toàn trên vô lăng. Được chưa ạ? Đấy, hệ thống phanh ABS đầy đủ cho anh chị nhé. Đấy. Cột số của nó thì còn rất là đẹp này. Đấy, hệ thống màn hình đầy đủ nhé. Máy gầm đại chất anh chị nhé. Máy gầm đại chất, đây phần táp ly của nó này. Là một chiếc xe gia đình sử dụng lên cái phần táp ly của nó. Táp ly 4 cánh cửa khá là đẹp. Đấy. Táp ly cánh cửa còn rất là đẹp luôn, không có bị sức sát hay là không khoan đục gì. Đây là phần táp ly cánh bên ghế lái đằng sau. Đây chị có thể xem về phần hệ thống táp ly. Đấy, nó là không có dấu hiệu khoan đục nhé. Hoàn toàn không có dấu hiệu khoan đục gì hết anh chị nhé. Cam kết cho anh chị là xe đẹp không lỗi được chị ạ. Đấy, một chiếc xe rất là đẹp luôn. Với cái giá trị của nó chỉ có loanh quanh tầm khoảng hơn 200 thôi. Hơn 200 thôi. Đấy. Giá chính xác cửa hàng em Ngát đang bán là 265. 265 em bao hồ sơ. Đây là phần khoang cốp đằng sau. Đấy. Lốp dự phòng và kích lốp đầy đủ hết cho anh chị. Giá chính xác bên em Ngát đang chào bán là 265 em bao hồ sơ. Đấy, thì anh chị là có nhu cầu quan tâm về mẫu xe này thì có thể là nhấc máy alo ngay cho em Ngát Ô Tô nhé, để được sở hữu ngay cái mẫu xe i10 đời 2017 này với giá tốt nhất anh chị nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và anh chị ai chưa follow kênh cho Ngát xin lượt follow, lượt đăng ký nhé. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại ạ.